Siêu thị điện máy của Ecomax xin kính chào quý khách. Hôm nay thì em giới thiệu cho tất cả các quý khách một mẫu tủ lạnh của Panasonic, dòng tủ ngăn đá phía dưới và có thiết kế là màu bạc như thế này. Những dòng tủ ngăn đá phía dưới thì đã quá quen thuộc với mọi người rồi, những cái mẫu thiết kế màu đen. Thì tuy nhiên hôm nay có một con màu bạc rất là nổi trội. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái model này các bác nhé. Ở đây là model của tủ là NR-BV360 VKVN mọi người nhé. Đấy, dòng tủ có lấy nước bên ngoài, đấy, thiết kế rất là đẹp. Với tổng cái chiều cao của tủ thì rơi vào là 1m79, chiều rộng của tủ là 60 và chiều sâu của tủ là 66 quanh. Thì mọi người có thể hình dung ra cái kích thước này để chúng ta làm sao mà kê vào trong cái khu vực phòng bếp hay là phòng ăn nhà mình làm sao phù hợp nhất mọi người nhé. Tổng dung tích của con này sẽ rơi vào là 322 lít và dung tích của từng ngăn đá, ngăn mát ở phía trên nó sẽ nhiều hơn. Em sẽ đi gần hơn trực tiếp để các bác nắm bắt được những cái thông số kỹ thuật cũng như là kiểu dáng thiết kế ở phía bên trong của tủ. Đây là bên em có skip một dàn dòng tủ lạnh của Panasonic ở phía dưới này mọi người nhé. Đây là con tủ rất là nổi trội của chúng ta. Đấy, con này thì có xuất xứ ở Việt Nam mọi người nhé. Xuất xứ là ở Việt Nam và công suất tiêu thụ điện của nó chỉ rơi vào 90W trên 1 giờ. Còn tổng dung tích là 322 lít. Dung tích ngăn mát và ngăn đông mềm của chúng ta sẽ rơi được khoảng là 237 lít mọi người nhé. Đây, đây chính là không gian của phía bên trong của chúng ta. Không gian bên trong là 327 lít này. Với 3 khay đợt kính cường lực để chúng ta để đồ. Và phía dưới là một ngăn rau củ quả cực lớn. Ngăn rau củ quả cực lớn mọi người nhé. Có bảng điều khiển cơ ở phía bên trong, rất chỉ là dễ sử dụng. Và phía trên là sẽ có đèn. Đây là nút khi chúng ta mở ra và vào, đèn ở trên này nó sẽ sáng lên. Phía bên cánh thì chúng ta có nhiều ngăn để chúng ta để đồ. Và có thêm một hộc nước để đổ nước vào đây. Khi các bác đổ nước vào đây thì chúng ta sẽ có chức năng lấy nước ở phía bên ngoài mọi người nhé. Các bác chỉ cần bậy cái này lên. Thì em đang không cầm cánh nên hơi khó mở. Các bác giữ cánh và bật cái lắp đây lên cho nước vào. Phía bên ngoài của tủ thì chúng ta sẽ có một lớp thép màu bạc như thế này. Rất chi là sang trọng đây. Phía bên trong thì chúng ta có thêm một ngăn, gọi là ngăn đông mềm. Đặc thù của tủ lạnh Panasonic thì luôn luôn có đi kèm ngăn đông mềm. Ngăn đông mềm thì chứa đông cho nhiệt độ là âm 3 độ C, giúp cho chúng ta có thịt, cá, các thứ đồ thực phẩm để trong này bỏ ra và thái ngay, không cần phải giá đông mọi người nhé. Rất là tốt, trong vòng 7 ngày các bác để thoải mái. Và phía bên dưới là không gian của ngăn đá. Không gian ngăn đá thì rất là rộng mọi người nhé. Với tổng dung tích của không gian ngăn đá là rơi vào là 85 lít mọi người nhé. 85 lít dung tích ngăn đá. Và có một hộc để chúng ta để đá đây. Cái khay này chúng ta có thể rút ra rút vào được các bác nhé. Đây. Mọi người có thể để cái này kéo ra bên ngoài này để chúng ta tăng cái không gian để lên, hoặc chúng ta để gấp vào. Và phía dưới này có một hộc để chúng ta để đồ đá đông lạnh. Cánh tủ có một cái cánh nhỏ nhỏ các bác nhé. Cánh tủ, những cái dòng tủ khác thì họ hầu như là bỏ cái cánh phía trên. Dòng này thiết kế cho mọi người thêm một cánh. Và đặc thù ở phía ngoài sẽ có một cần gạt để chúng ta lấy nước bên ngoài. Cần gạt chúng ta lấy nước bên ngoài mọi người nhé. Dòng tủ này thì hiện tại bên em đang bán giá là 14.070.000. 14.070. Dạ vâng, dòng tủ này thì mọi người được bảo hành điện tử là lên đến 25. Bảo hành điện tử 25 và đổi mới trong 30 ngày nếu mà gặp lỗi của nhà sản xuất. Em miễn phí vận chuyển bán kính 20 km. Quý khách hàng nào có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị điện máy của Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website này ecomax.vn mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.